Sư cho con hỏi, sư giảng mình trước theo ngoại đạo, họ dựa vào mình mà sống thì mình dù quy y Phật vẫn nên hộ độ họ. Vậy ngoại đạo có tiêu chuẩn gì để mình tiếp tục hộ độ cho họ? Con trước hay đến điện cúng hay phát tâm, nhưng con nghĩ lại, họ cúng xong họ đốt vàng mã, họ làm đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thánh này thánh kia, rồi họ cầm tiền đi, không giảng pháp gì hết. Trong khi cúng họ chỉ nói làm lành, chánh ác. Vậy sư cho con, người ngoại đạo như thế nào mới xứng đáng cho mình hộ độ? Thưa quý vị, theo Trường Bộ Kinh, Kinh Phân Biệt Cúng Dường, Đức Phật có nói rằng, ngay cả đến những cái con vật như là con trùng, con dế, những con vật mà mình không có nhìn thấy được, thì cũng đáng để cho mình bố thí cúng dường. Đức Phật nói rằng, ngay cả như chúng ta đem cái đồ ăn, thực phẩm bỏ đi với cái suy nghĩ là sẽ có những chúng sanh nhờ như vậy được no bụng. Người như vậy, nghĩ như vậy, khi mà họ bỏ đi thực phẩm, họ cũng có phước. Thành ra đó, một cái loài súc sanh, những cái loài súc sanh cũng đáng để cho chúng ta bố thí cúng dường, thì huống chi là đến loài người. Dù cho người đó đó là một người không có tu hành gì hết, dù cho họ là một người phá giới đi chăng nữa, dù cho họ là một người tà kiến đi chăng nữa, thì họ cũng đáng để chúng ta có thể bố thí cúng dường. Cái sự bố thí cúng dường đó, chỉ cần là một chúng sanh thôi, chỉ cần là một chúng sanh thì đều có thể nhận cái phần mà chúng ta bố thí, chứ không nhất thiết là phải đến chùa, phải gặp chư tăng, hoặc là phải gặp Phật, gặp các vị thánh tăng thì chúng ta mới bố thí được. Cái sự bố thí đó, đối tượng là nó không có hạn định. Và cũng trong Kinh Phân Biệt Cúng Dường, Đức Phật nói rằng, khi nào chúng ta cảm thấy hoan hỷ thì chúng ta cứ bố thí. Còn cái sự mà bố thí nhiều hay ít ấy, thì đương nhiên tùy theo đối tượng đó là người, là cái hạng chúng sanh nào, như là loài thú thì không bằng loài người, và cái người phá giới thì không bằng người giữ giới, người tại gia không bằng người xuất gia, phàm thì không bằng thánh. Tuy nhiên khi nào chúng ta cảm thấy hoan hỷ thì chúng ta cứ bố thí. Trong cái vấn đề ngoại đạo cũng vậy, dù cho có thể họ là một người phá giới, có thể họ là người tà kiến, nhưng mà vì cái tấm lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh, chúng ta vẫn nên bố thí cúng dường. Đấy, đó là lý do mà mặc dù đó có thể họ không có một cái phẩm hạnh nào, không có một cái đức hạnh nào đáng kể, thì chúng ta vẫn có thể bố thí cúng dường được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta bố thí do tấm lòng bi mẫn đối với tất cả chúng sanh. Ha? Còn mà quý vị hỏi là cái tiêu chuẩn nào để mà xứng đáng để cúng dường, thì không nên hỏi như vậy. Bởi vì đó, ngay cả con trùng con dế thì nó đâu có tiêu chuẩn gì đâu, thì nó vẫn đáng để cho chúng ta cúng dường. Còn cái đối tượng người nhận á, họ có tiêu chuẩn gì để họ xứng đáng nhận cái vật phẩm được bố thí cúng dường mà họ là cái người không có mắc nợ? Thế thì đối với người nhận, cái này là riêng đối với người nhận nha, chứ còn người cho thì đối tượng nào cũng nên cho. Còn đối với người nhận, đó nên là một người có giới hạnh, ít nhất là phải giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Cái người giữ năm giới như thế thì khi chúng ta nhận cái phần mà được người khác cho tặng, chúng ta không có lỗi lầm. Đấy. Đối với vị tu sĩ thì vị đó phải giữ được cái giới hạnh của mình. Thì như vậy đó, khi vị ấy nhận được những cái loại mà thực phẩm tứ sự cúng dường đó, vị ấy không có lỗi lầm. Cái thứ hai là cái người nhận đó nên là một người có tu tập, chứ không phải là một người không có tu tập. Thế nào là một người có tu tập?
Đó là một người phát triển tâm của mình bằng các đề mục thiền chỉ và thiền quán. Như trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nói, cái người mà thực hành thiền chỉ hoặc thiền quán, dù chỉ trong một cái khẩy móng tay, thì con người đó đó họ nhận cái của bố thí cúng dường không có lãng phí. Và nhờ như vậy đó, cái người thí chủ bố thí cúng dường cho họ đạt được nhiều sự lợi ích. Thành ra một cái vị dù là tại gia hay xuất gia, đương nhiên là cái phần này là nói chủ yếu cho người xuất gia, nhưng mà sư gom luôn cả người tại gia. Có thể đó, bản thân chúng ta giới hạnh có vấn đề, bản thân chúng ta có sự tu tập có vấn đề, nhưng mà khi chúng ta trước khi chúng ta chuẩn bị nhận một cái gì đó từ ai đó, chúng ta phải biết cách để cho cái người nhận đó họ được nhiều phước báo. Bằng cách nào? Khi mà chúng ta nhận cái vật phẩm mà người khác cho tặng, dù là tại gia cư sĩ đi chăng nữa, nhất là Tết nhất tới nơi, nếu mà quý vị có con có cháu ở nhà đó, mà dặn được tụi nó mà làm được cái chuyện này thì quá tốt, ha, quá tốt. Đó là gì? Khi mà nhận những cái vật phẩm mà người ta cho đó, ví dụ như bao lì xì, ví dụ như vậy, thì chúng ta phải biết cách làm cho cái người tặng đó, cái công đức của họ được phát triển, được thù thắng nhất. Bằng cách gì? Bằng cách là chúng ta rải tâm từ. Đó là một cách. Có nghĩa là chúng ta hướng tâm đến cái đối tượng, và bằng cái tấm lòng yêu thương như là một người mẹ yêu thương đứa con, mong cho họ được sự an vui. Đó là một cách. Cách thứ hai là an trú trong cái lòng tri ân. Có nghĩa là chúng ta nhận cái vật phẩm đó bằng tất cả các cái lòng biết ơn của chúng ta. Thì như vậy đó, cái người họ bố thí cúng dường cho mình, họ cũng được nhiều công đức. Thí dụ như Tết nhất tới nơi đó, mà mấy đứa bé nó chuẩn bị Tết thì nó hay có cái bao lì xì. Nếu như mà quý vị là cái người cha, người mẹ, người ông, người bà ở trong nhà, nên dạy tụi nó như thế này. Khi con nhận bao lì xì của người lớn hoặc là của ai đi chăng nữa, con hãy nhận bằng tất cả các lòng biết ơn. Con phải cảm ơn thật lòng, con phải cảm ơn thật lòng. Chứ không phải là con suy nghĩ là ở trong cái bao lì xì đó là tiền lớn hay tiền nhỏ. 10 ngàn, 20 ngàn, là 100 ngàn, 500 ngàn. Con không nên suy nghĩ như vậy. Khi người ta cho mình là người ta thương mình. Con hãy cảm ơn, con hãy biết ơn. Hãy nhận bằng tất cả tấm lòng biết ơn của con. Đấy. Thì nhờ như vậy đó, chúng ta nhận những cái vật phẩm đó mới không có lỗi lầm. Có một điều mà sư suy nghĩ và sư quyết định là sư sẽ nói, sư hé rồi sư nói một chút xíu cho quý vị. Đó là khi chúng ta nhận một cái vật phẩm gì đó, một cái quà tặng gì đó, dù là tại gia hay xuất gia, mà chúng ta nhận bằng một cái nội tâm bất xứng, thì chúng ta gieo cái nhân đi đến cảnh giới sa đọa, gieo cái nhân đi đến cảnh giới sa đọa. Và nếu như đó chúng ta chỉ nhận mà chúng ta không có tu hành gì hết, thì đời sau kiếp khác chúng ta sẽ gieo cái nhân làm người ăn cái ở cho cái người mà cho chúng ta đó. Thành ra đó, chúng ta phải coi coi chúng ta có xứng đáng để mà nhận những cái vật phẩm đó hay không. Đó. Đó là sư nói về cái tiêu chuẩn của cái người nhận. Còn về người cho đó, thì dù cho đến cả con dung con dế thì vẫn đáng để cho mình cho. Huống chi là ngoại đạo. Dù sao đi nữa thì họ vẫn là con người.